Cảm ơn Chúa, mặc dầu không thể đến nhà Chúa để thờ phượng Chúa trong giai đoạn này, hôm nay tôi vẫn có cơ hội được dự phần đọc Kinh Thánh qua trực tuyến. Xin quý vị vui lòng mở Kinh Thánh trong sách Job đoạn 42. Sách Job đoạn 42. Tôi xin tuyên đọc lời Đức Chúa Trời được chép trong sách Job đoạn 42, từ câu 1 đến câu 6. Job thưa với Đức Chúa Trời rằng: Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. Kẻ này là ai, không hiểu biết gì, đã dám che ám ý chỉ của Chúa? Phải, tôi đã nói những điều tôi không hiểu đến, tức các sự lạ lùng quá cho tôi, mà tôi chẳng thông biết. Hỡi Chúa, xin hãy nghe, tôi sẽ nói. Tôi sẽ hỏi Chúa sẽ chỉ dạy cho tôi. Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Đây là lời của Đức Chúa Trời. Nguyện xin Chúa chúc phước trên lời của Ngài. Amen.